Linh Cẩu, Thạch Sùng Vá Mức, Tứ Túc Mai Hoa đều giống nhau. Đàn này là đàn vẹn. Đàn vẹn. Vẹn này nhìn màu, nhìn nó khó nhìn rõ đây. Nhìn mặt nhìn nó không được rõ vì nó sẫm màu. À, nhìn từ trên xuống thì rõ, hơi xiên xiên là nhìn không rõ. À, mặt đẹp đấy, trắng là được, đúng đấy. Bốn con vẹn này thì là cái con trên gáy có cái vẹt trắng này, con này đây là con đực này, con này là con đực. Còn ba con còn lại là ba con cái, là cả bốn con vẹn nó đều là thạch sùng bám ức, tứ túc mai hoa đều giống nhau. Đấy, thạch sùng bám ức, tứ túc mai hoa. Đây, để cho xem từng con một. Rồi, xích đây. Đây. Chân này đều chấm trắng này, phớt trắng một tí này, phớt trắng một tí này, phớt trắng một tí này. Giờ là nhìn nó không được rõ lắm rồi, chứ lúc bé là nhìn nó rõ. Này thế này, cái này, thạch sùng bám ức này, chân đều bốn chân chấm trắng một tí này, chấm trắng này. Đấy, ok, ngoan lắm. Ngoan. Ok. Con này là nó nghịch nước. Con này nó nghịch nước nên là chân nó ướt hết đây. À. Cái tiếp này. Đều là thạch sùng mắm ức. Chân chấm trắng, bốn chân. Nếu mà tướng chó này là gọi là tướng chó, gọi là phù phú quý cho chủ đấy. Nếu mà theo tướng chó cổ. À, con này thì con đực này thì lại còn hơn thế nữa. À, cũng thạch sùng mắm ức này, tứ túc mai hoa này, bốn chân đều có tí chấm trắng nhá, đều có tí chấm trắng ở bàn chân đấy. Tứ túc mai hoa, thạch sùng mắm ức, và con này thì đốm đầu thì nuôi đấy. Con này là con cọc tịt, cọc này là coi như là con này cọc tịt. Không biết là gọi là cục tịt hay cục gì. Con này cũng thế, có cái đầu mông đều có cái hạt gạo. Coi như là cả bốn con này là đều coi như là cục tịt rồi. Nhìn cái đuôi nó ngắn lắm, chắc là cục tịt đấy. Cả bốn con coi như là cả bốn con cục tịt. Ơi, được đây. Đấy, thanh niên được đấy. Rồi, ba con còn lại là ba con cái. Chúng nó đang ngủ thì lôi chúng nó ra. Cho nên là chúng nó đang ngủ thì lôi chúng nó ra. Cho nên là chúng nó hơi dị. Ta có biết đường không? Ta đi xe máy. Ta đi xe máy ta chở đi có được không? Ta ra ngoài nó nằm yên chỗ không thèm đi đâu. 23 ngày, 23 ngày thôi chứ không được 24 ngày. Hôm nay là 29, nó đẻ hôm mùng 6 với mùng 7. Đó, đây là đàn cọc, như vậy là có, ở đây là đàn vẹn. Đợt này thì có ba đàn cọc với tổng cộng là 4, 4, 3 là 11 con cọc, thì 10 con là đuôi cọc, cọc tịt và cọc thỏ đây, còn chỉ có một con đuôi dài thôi. À, tất cả là đều là bố mẹ đều là cho bản mình mua về. Hai con mẹ màu vàng là đẻ ra cái đàn, hai đàn có chó trắng, còn con mẹ màu vẹn là đẻ ra đàn này. Mẹ vẹn đẻ ra con vẹn gọi là tướng chó phù chủ tiền tài đấy. Ai mà thích một cái con mông cọc nuôi để mà trải nghiệm
cái giống chó mông cọc thì có thể chọn cái đàn này. Một con đực là vừa tứ túc mai hoa, vừa là đốm đầu. Ok. Ngày mai bắt đầu tập am. Nếu mà như bình thường mà nuôi chó là như thế này là nhìn là hơi bị ok đấy. Tướng chó thì tướng tốt. Theo kinh nghiệm dân gian thì nó là tướng tốt. Mà nhìn ở trên lưng của con chó thì nó lại là một màu. Đến đợt tẩy giun rồi mắt bắt đầu thấy có ghèn này, có một hai con. Ba đàn thì có một đàn là mắt có ghèn. Tẩy giun là coi như là lần sau là tẩy từ 20 ngày hoặc có thể 18 ngày tẩy cũng được. Tức là nó cứ ngoài 2 tuần là tẩy được rồi. Vì mắt nó có bắt đầu có rỉ mắt kìa. Đấy là có giun đấy. Có cái thuốc giun cầm về, có cái thuốc giun ở trong túi kìa. Hình như để trên xe sao?